Hello, xin chào các bạn, chào mừng các trở lại với kênh youtube của Sun Studio Và trong video nay thì mình sẽ gửi đến các bạn những chiếc đồng hồ Apple Watch nên mua nhất ở cái thời điểm cận kề Tết này Các bạn không nên bỏ qua danh sách này tại vì nó quá trời là hot Tại vì sao mình lại khuyên các bạn nên mua ngay Apple Watch ở thời điểm tại? Tại vì là nhu cầu của chúng ta ngày càng tăng Tết này nhá các bạn cái để ý là xem Chắc chắn sẽ có rất nhiều người bạn của mình ít nhất là sẽ đeo một chiếc đồng hồ Apple Watch đấy. mà bây giờ Apple Watch bên nó quá cho là rẻ luôn với mức giá chỉ là chưa đến 2 triệu đồng chúng ta có ngay một chiếc Apple Watch Series 1 rồi nên là cái việc mà sở hữu cho mình một chiếc Apple Watch nó còn trở nên cực kỳ đơn giản luôn đấy và các bạn cứ thử suy luận một tí này nhá ngày Tết ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là ai đấy đều muốn là trang hoàng bản thân làm mới bản thân để cho một cái dịp tết nó hoành tráng đúng không và ngoài iphone ra thì apple watch cũng là một món chơi công nghệ nó được rất nhiều người yêu thích và khi mà nhu cầu của chúng ta ngày càng tăng trong khi nguồn cung của nó ngày càng kiểu hạn hẹp đi ấy, thì mức giá nó ngày càng tăng lên vậy nên là mình khuyên là các bạn nếu mà thích ý, thì mua ngay ở thì hiện tại và những chiếc đồng hồ này thì muôn đời các bạn không bao giờ lo theo kiểu là đắn đo có nên mua hay không thứ nhất đồng hồ apple watch series 3 Apple Watch Series 3 ấy, thì nó có một cái mức giá bây giờ quá là hời 3 triệu 690 000 đồng khi mà các bạn truy cập trực tiếp đường link ở phía phần mô tả đến với Sun Store ở trên Shopee Với 3,6 triệu đồng ấy, thì chúng ta sẽ có một chiếc máy được cập nhật qua WatchOS 7 Đây là chiếc máy uh, rẻ nhất được cập nhật lên WatchOS 7 rồi Chúng ta sẽ có một thiết kế nó bền vững với thời gian Chúng ta sẽ có một cái hiệu năng đủ để có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng ta nhắn tin nghe gọi thực hiện đàm thoại trực tiếp trên đồng hồ một cách quá trời là nhẹ nhàng. Ngoài ra thì đối với Apple Watch Series 3 ấy thì các bạn cũng sẽ có những chiếc máy nó còn bảo hành của Apple nữa. Nên là các bạn rất yên tâm. Tại vì sao? Tại vì đến thời điểm hiện tại thì Apple vẫn đang sản xuất mới những chiếc Apple Watch Series 3 chứ còn những chiếc Apple Watch Series 4, Series 5 còn không còn sản xuất nữa cơ. Đó, thì việc lựa chọn Apple Watch Series 3 gần như là lựa chọn của rất nhiều người ở hiện tại. Thứ hai đó chính là Apple Watch Series 1 Uh, nhưng mà chia buồn với các bạn là ở hiện thì, tại thì nhà mình cũng hết rồi không 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 còn hàng uh... nữa um, chia sẻ thì chia sẻ thế thôi nhưng mà rất là xin lỗi nếu như các bạn không mua được bây giờ nhá với mức giá chỉ là chưa đến 2 triệu đồng chúng ta có một chiếc Apple Watch Series 1 nói chính xác hơn nó là Gen 1 Đấy, các bạn truy cập trực tiếp đường link ở phía phần mô tả ấy, thì sẽ thấy rằng mức giá nó quá trời lời hời luôn uh, bỏ ra số tiền chưa đến 2 triệu đồng chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ thiết kế giống hệt so với Series 3 này chúng ta sẽ có một hiệu năng nó gọi là khá là chậm nhưng mà được cái anh thiết kế bên ngoài nó đẹp đó và ngoài ra nhé chúng ta sẽ có được tất cả những tính năng đầy đủ của những chiếc Apple Watch nhắn tin nghe gọi thực hiện cuộc gọi hay là trả lời tin nhắn hay là chúng ta sẽ có thể là đọc được thông báo trực tiếp trên đồng hồ mà không cần phải nhấc đồng điện thoại lên. nó quá trời là tiện. Và thậm chí là các bạn có thể có ra lệnh giọng nói được. hay Siri hay là các bạn có thể là uh, chuyển đổi từ văn bản nói sang văn bản viết. Nó rất là tiện. À, với mức giá bỏ ra bây giờ thì nó quá trời là hời. Đặc biệt hơn nữa thì với Sun Store thì các bạn sẽ được hưởng chính sách bảo hành đó chính là lỗi là đổi. Tức là trong toàn bộ thời gian bảo hành, bất cứ lỗi nào do nhà sản xuất bạn đều được đổi sang một máy khác chứ không phải là như chỗ khác các bạn sẽ phải đợi bảo hành xong rồi phải sửa chữa xong rồi đấy lúc đấy phải trả về lại các bạn phải sử dụng một chiếc máy đã qua sửa chữa nhà xoăn thì nói không với hàng qua sửa chữa nên là các bạn yên tâm 100% vấn đề như vậy thứ ba đó chính là chiếc Apple Watch Series 4 tại sao lại là Apple Watch Series 4 tại vì là Apple Watch Series 4 ý, thì nó sẽ có thiết kế giống hệt so với Series 5 Series 6 và SE thậm chí nếu xét về thiết kế của bản GPS ấy thì Series 4 nó còn đẹp hơn so với GPS của SE cơ. Tại vì sao? Cái phần viền crown này ấy, nó sẽ được bổ sung thêm một cái đường viền nữa. Nó đẹp hơn rất nhiều so với SE. SE thì nó như kiểu cái crown của Series 3 thôi. Ấy. Đấy. Nên là Apple Watch Series 4 ở thì hiện tại bán rất chạy luôn các bạn nhé cứ về cái máy nào là y như rằng hết máy đấy. Nếu đối với các bạn nữ ấy, thì chúng ta sẽ có thể tùy chọn phiên bản màu hồng, màu đen hoặc màu trắng. Còn bạn nam thì đa phần sẽ lựa chọn phiên bản màu đen tại vì nó rất là lịch lãm, nam tính và hàng ở nhà săn thì hầu như là không vết xước, rất đẹp. Sản phẩm tiếp theo bán vô cùng chạy nữa đó chính là Apple Watch SE. Apple Watch SE nó sẽ phù hợp với các bạn mua làm quà. Tại vì sao? Tại vì nó mới 100% đa phần là thế. Còn nhà mình thì cũng có những chiếc máy lướt siêu lướt ấy. Nhưng mà lợi thế của SE chủ yếu nó ở cái máy mới 100% và pin nó tốt thôi Chứ còn nếu mà so với Series 4 ý, thì nó không có cửa Đấy là nói thật như vậy Hiệu năng chênh lệch giữa Series 4 và SE nó không quá nhiều Nhưng mà thiết kế này và cái mức giá của nó rẻ hơn Giúp cho Apple Watch Series 4 nó bán rất chạy Còn SE thì nó sẽ phù hợp với các bạn mua máy mới Ok chưa Tiếp theo nữa đó chính là Apple Watch Series 5 Series 5 ấy, thì mức giá của nó sẽ tương đương so với SE mới ở mỗi bên lại có những cái hay uh, se thì nó sẽ là máy mới còn là 5 năm sẽ là máy siêu lướt máy siêu lướt ý, thì chúng ta sẽ um, chấp nhận một điều đó chính là không được bóc siêu và ngoài ra ấy, thì thời lượng pin của nó sẽ kém hơn một chút so với apple watch SG và SE thì nó sẽ không có màn hình Orion trong khi đó Sony năm có màn hình oled cực kỳ đẹp chúng ta chuyển chặn nhẹ này thôi là chuyển sang cái giao diện nền tối nó cực kỳ tiện và cuối cùng đó chính là apple watch series sáu uh, series 6 thì thực ra mà nói thì nếu thẳng băng theo quan điểm của mình ấy thì không đáng mua, tại vì là những cái tính năng hay nhất trên series 6 ấy thì nó lại không phụ nó không phục vụ cho người việt. Đó. thành ra là anh em nếu mà có điều kiện tối đa ấy thì anh em chỉ cần mua đến series 5 thôi. còn series 6 thì đúng ở thời điểm hiện tại thì đúng là Sunstore store bây giờ là vô địch giá ở trên shopee đấy. nhưng mà mình cũng khuyên các bạn không nên mua, vì mức giá của nó quá rẻ nhưng mà à không, rẻ rẻ thì nên mua nhưng mà căn bản là nhà mình cũng ít series 6 ấy. nhiều cái dòng kia hơn đẩy cái hàng kia đi thì nó có lãi hơn series 6 bán chẳng lãi mấy đấy nói thật là như vậy nhưng mà xét cho cùng ấy thì anh em công nghệ chúng ta ấy, thì nên tối ưu mua series 3 series 4 series 5 là chính thôi còn mua series 6 ấy, thì nó hơi phí một tí ngoại trừ việc anh em mua được cái màu xanh của series 6 thì nó có sự khác biệt thôi chứ còn không thì nhìn cũng y hệt series 3 series, à, series 4 series 5 thôi đó hơi phí nên là màu đặc biệt nhất năm nay đó chính là màu xanh, anh em cứ mua màu xanh cho mình. Đấy, Sunstar cũng bán luôn màu xanh tại vì nhập nhiều. Hơi nói nói thế thôi thì trong video này thì mình đã chia sẻ với bạn những chiếc đồng hồ Apple Watch mà nó đáng mua nhất ở hiện tại rồi. Thì tùy từng nhu cầu, tùy từng túi tiền của các bạn mà các bạn hãy đưa ra cho mình cái lựa chọn làm sao nó phù hợp nhất. Với những bạn học sinh, sinh viên lần đầu tiên sử dụng, mình khuyên các bạn nên lựa chọn Apple Watch Series 1 hoặc Series 2. Còn các bạn đã mới đi làm, các bạn là có một khoản kinh phí rồi các bạn mua seri 3 cho mình và những người đã đi làm nhiều rồi và các bạn có gia đình chẳng hạn thì mua seri 4 series 5 và thực sự có điều kiện hơn nữa thì mua series 6 còn những bạn mà muốn mua hàng mới 100 thiết kế mới thì mua SE còn bây giờ thì các bạn còn chờ chờ gì nữa hãy đến ngay với Sunstore Store để dinh ngay một chiếc tại vì là Tết mức giá nó sẽ tăng lên một lần nữa thì mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì dành thời gian để theo dõi video của Sun Studio còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau bye